bị thương, chết rồi mắc tội sát. Chẳng phải chưa chết thân nghiệp làm là tội sát, chẳng phải miệng bảo, thân làm là tội sát, chẳng phải chỉ tâm sanh niệm ác. Các tội như vậy, ngưng không làm, là tướng trạng thiện của giới thứ nhất. Hoặc có người nói, đó là vô phú vô ký, hoặc hệ thuộc cõi dục, hoặc không hệ thuộc, hoặc chẳng phải tâm, chẳng phải tâm số pháp, chẳng phải tâm tương ưng, chẳng phải theo tâm hành, hoặc cùng với tâm sanh, hoặc không cùng tâm sanh, chẳng phải tương ưng với nghiệp, chẳng phải theo nghiệp hành, hoặc cùng nghiệp sanh, hoặc chẳng cùng nghiệp sanh, chẳng phải quả báo xê đều ạn. Khi xa lìa tham dục của cõi dục được đoạn biến chi, phàm phu và thánh nhân cùng có. Ấy gọi là tướng trạng giới không sát sanh. Các giới khác cũng như vậy, tùy nghĩa mà phân biệt. Luận nghị tán thán các giới, như đã nói trong mục Thi La Ba La Mật. Chỗ phước tu định, tuy trong kinh nói tu từ là phước tu định, cũng nói thiền định hữu lậu có thể sanh quả báo tổng quát gọi là phước tu định. Vì ở cõi dục sân nhiều tán loạn nhiều nên trước nói từ tâm là phước tu định. Được phương tiện từ nguyện cho chúng sanh vui, sau thật sự thấy chúng sanh thọ vui, pháp tương ưng với tâm ấy. Gọi là pháp từ, pháp ấy hoặc hệ thuộc cõi sắc hoặc không hệ thuộc ấy là chơn từ. Còn phương tiện từ, hệ thuộc cõi dục thường theo tâm hành, theo tâm sanh. Vô hình vô đối hay duyên pháp, chẳng phải nghiệp tương ưng với nghiệp mà theo nghiệp hành cùng nghiệp sanh. Chẳng phải quả báo của nghiệp trước, đắc tu, hành tu, thân chứng, tuệ chứng. Hoặc tư duy đoạn, hoặc chẳng đoạn, xa lìa tham dục của cõi sắc được đoạn biến chi. Có giác có quán, cũng không giác có quán, cũng không giác không quán. Hoặc có mừng, hoặc không có mừng. Hoặc có hơi thở, hoặc không có hơi thở, phàm phu và thánh nhân cũng được. Hoặc tương ưng với thọ khổ, hoặc tương ưng với thọ không khổ không vui. Trước duyên được tướng liễu giải, sau duyên thật nghĩa. Ở trong bốn thiền căn bản, hoặc quá bốn thiền. Nương bốn thiền mà được thì có sức bền chắc. Từ nên gọi là nhân ái, vì không oán không tranh nên gọi là thân ái. Hay duyên vô lượng chúng sanh, nên gọi là vô lượng. Hay lợi ích chúng sanh. Hay lìa dục nên gọi là phạm hạnh. Các luận nghị khác về từ tâm, như đã nói trong chương 4 vô lượng tâm. Hỏi. Trong phước tu định cớ sao Phật chỉ nói từ tâm mà không nói các tâm khác? Đáp, trong bốn vô lượng, từ tâm vô lượng hay sanh phước đức lớn. Vì tâm vì ưa sầu nên bỏ phước đức, thì tâm vì tự nhớ công đức nên phước đức chẳng sâu. Xả tâm vì phóng xả nên phước cũng ít. Lại nữa, Phật dạy từ tâm có 5 điều lợi, không nói tâm khác. Những gì là 5? 1. Đao không làm thương. 2. Độc không làm hại. 3. Lửa không làm cháy. 4. Nước không chìm. 5. Hết thảy chúng sanh sân nộ ác độc thấy đều hoan hỉ. Bi tâm vân vân, không có các việc như vậy, nên chỉ nói phước của tu định là từ. Các tâm khác đi theo, và các định hữu lậu có thể sanh quả báo. Chỗ phước khuyến đạo, nếu tỳ kheo không tọa thiền, không tụng kinh, mà giáo hóa khuyến đạo người tu lập phước đức. Hoặc có tỳ kheo hay. Tọa thiền, tụng kinh, thấy các tỳ kheo áo cơm thiếu thốn, đem sức dẫn dắt, và tu hành khuyến đạo, và các Bồ Tát thương xót chúng sanh, lấy nhân duyên phước đức để khuyến cáo họ. Lại người xuất gia, nếu cầu tài cột đối với giới bị mất cho nên khuyến đạo làm nhân duyên. Phước về tài của là y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc thang, vàng bạc, xe ngựa, ruộng nhà. Hỏi, trên nói chỗ phước bố thí, ở đây nói phước về tài cuộc có gì sai khác? Đáp. Bố thí, là tổng quát hết thảy thí, tài thí, pháp thí, tục thí, đạo thí. Này muốn phân biệt pháp thí, tài thí. Pháp thí như lấy tâm đại từ, bắt đầu chuyển pháp luân, vô lượng chúng sanh đắc đạo sau xá lợi phất theo Phật chuyển pháp luân. Các thánh nhân khác tuy chẳng phải chuyển pháp luân, cũng vì chúng sanh thuyết pháp, làm cho họ đắc đạo, cũng gọi là pháp thí. Lại có Bồ Tát biến cắt Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Di Lạc vân vân, dùng hai lực thần thông là quả báo thần thông, tu đắc thần thông. Trụ trong đó lấy các nhân duyên về phước đức, lực phương tiện, hào quang, thần túc vân vân, để khai độ chúng sanh, cũng gọi là pháp thí. Các bích chi Phật bay lên giữa hư không, nói một bài kệ dẫn đạo chúng sanh, khiến gieo trồng thiện căn, cũng gọi là pháp thí. Lại đệ tử Phật chưa đắc thánh đạo, ngồi thiền, tụng kinh, không phá hoại pháp tướng, giáo hóa đệ tử, đều gọi là pháp thí. Các thứ như vậy, gọi là tướng trạng của pháp thí. Vì vậy nên nói,
muốn an lập chúng sanh nơi sáu phước thí, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được năm mắt nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, năm mắt là mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật. Mở ngoặc đơn, 13 chữ này nguyên ở trong văn kinh, này y theo Đại Chánh Tạng đưa vào trong văn luận. Chấm, mắt thịt thấy gần không thấy xa, thấy trước không thấy sau, thấy ngoài không thấy trong, thấy ngày không thấy đêm, thấy trên không thấy dưới, vì bị chướng ngại như vậy nên cầu mắt trời. Được mắt trời, xa gần đều thấy, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới đều thấy không chướng ngại. Nhưng mắt trời chỉ thấy vật giả danh do nhân duyên hòa hợp sanh, không thấy được thật tướng là không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt. Như trước, giữa, sau cũng như vậy. Vì thật tướng nên cầu mắt tuệ. Được mắt tuệ, không thấy chúng sanh, diệt hết tướng một khác. Lìa bỏ các chấp trước, không thọ nhận hết thảy pháp, trí tuệ phân biệt tự diệt bên trong. Ấy gọi là mắt tuệ. Nhưng mắt tuệ không thể độ chúng sanh, vì cớ sao? Vì không còn phân biệt, vì vậy nên cầu mắt pháp. Mắt pháp khiến cho người ấy tu hành pháp ấy, chứng được đạo ấy, biết hết thảy chúng sanh và dùng các môn phương tiện khiến cho họ được chứng đạo. Nhưng mắt pháp không thể biết khắp đạo phương tiện độ sanh. Vì vậy nên cầu mắt Phật. Mắt Phật không việc gì không biết, thấy biết tất cả sự che kín. Việc đối người khác rất xa, đối với Phật rất gần. Đối với người khác tối tăm, đối với Phật sáng tỏ. Đối với người khác nghi ngờ, đối với Phật quyết định. Đối với người khác phi tế, đối với Phật thô thiền. Đối với người khác rất sâu, đối với Phật rất cạn. Mắt Phật ấy không gì không nghe, không gì không thấy, không gì không biết, không việc gì khó, không suy nghĩ gì. Đối với mọi pháp, mắt Phật thường soi sáng. Nghĩa năm mắt, phần sau sẽ nói rộng. Kinh, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn dùng mắt trời thấy chư Phật trong mười phương thế giới nhiều như cát sông Hằng. Muốn dùng tai trời nghe mười phương chư Phật thuyết pháp, muốn biết tâm chư Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, đúng nghĩa thì mắt trời được không quá 3000 đại thiên thế giới. Này do lực Bát Nhã Ba La Mật nên thấy chư Phật trong mười phương thế giới nhiều như cát sông Hằng, vì cớ sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật thì không gần không xa, không có gì chướng ngại. Hỏi, như kinh Ban Châu nói, do lực Ban Châu tam muội nên tuy chưa được mắt trời vẫn thấy được chư Phật hiện tại trong mười phương, với ở đây Bồ Tát dùng mắt trời thấy mười phương chư Phật có gì khác nhau? Đáp, mắt trời này thuộc vô phú vô ký, Ban Châu tam muội người lìa dục người chưa lìa dục đều được, còn mắt trời chỉ người lìa dục có được. Ban Châu tam muội nhớ tưởng phân biệt thường tu thường tập cho nên thấy. Còn mắt trời tu thần thông được con mắt sắc trần do bốn đại của cõi sắc tạo nên, thấy bốn phía khắp tướng sáng. Ấy là khác Ban Châu tam muội. Công của mắt trời dễ. Ví như mặt trời mọc thấy sắc không khó. Công của tam muội khó. Ví như ban đêm đốt đèn, thấy sắc không dễ. Tai trời cũng như vậy. Biết tâm chư Phật, hỏi, như ở thượng địa mà độn căn còn không biết được tâm lợi căn hạ địa. Bồ Tát còn không biết được tâm một Đức Phật, huống gì biết được tâm chư Phật trong mười phương nhiều như cát sông Hằng. Đáp, do thần lực của Phật làm cho Bồ Tát biết. Như kinh nói, hết thảy không ai biết được tâm Phật. Nếu Phật dùng thần lực làm cho biết thì cho đến côn trùng cũng biết được. Vì vậy nên biết Phật dùng thần lực làm cho Bồ Tát biết tâm Phật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật, không có tướng ngăn ngại, thô tế, sâu cạn, ngu thánh, đều không.